Hà Thu chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh chàng đẹp trai Châu Gia Kiệt. Hello anh. Hello anh. Mời anh về phòng khách của chương trình nha anh. Chào mừng anh Châu Gia Kiệt đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Anh có thể cho biết lý do hay là động cơ nào mà anh nhận lời mời tham gia đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao không anh? Từ nhỏ cho tới ngày hôm nay luôn, anh rất là thích nấu ăn. Anh thích nấu ăn? Thích nấu ăn. Cái này là một cái rất là lạ. Tại vì thường thường người ta bảo là đàn ông con trai thì ít bếp núc lắm. Nhưng mà anh lại rất mê nấu ăn từ anh nhỏ đến lớn. Anh rất là mê ăn từ nhỏ đến lớn luôn. Cho nên là có những lần mà anh đi diễn xa rồi á, anh hay tự nấu cái này nấu cái kia rồi rồi mời anh em bạn bè rồi ăn trong những cái đoàn đi diễn, cái tour diễn xa là anh hay luôn xuống bếp anh nấu lắm. Trời ơi, mọi người sẽ bất ngờ về anh chàng đẹp trai, không ngờ là ngoài đẹp trai hát hay anh ấy còn nấu ăn giỏi nữa. Món sở trường của anh mà anh nấu mà mọi người khen là ngon nhất là món gì anh? Mì gói với lại hột gà chiên. Để cho anh giỡn chơi thôi chứ anh hay thích nấu như vừa canh chua rồi cá khô tộ, lẩu đồ. À, đây là một tài năng nấu ăn quý vị ạ. À, vậy là thường ngày anh tự nấu ăn để chăm sóc cho bản thân hả anh? Nói chung là lúc nào anh rảnh thì anh xuống bếp anh nấu thôi chứ không phải là ngày nào mình cũng nấu. Bây giờ anh đến với chương trình thì chương trình sẽ mời anh hai món ăn do hai fan hâm mộ của anh sẽ đến đây và nấu để anh thưởng thức. Bây giờ anh ghi giúp em hai món ra giấy nha. Anh ghi vô ha, anh ghi vô hai món bí mật. Hai món ăn sẽ được Hà Thu giấu kín ở đây và bây giờ trước khi mà chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta mời ra đây hai bạn fan hâm mộ để đến đây đăng ký nấu ăn cho anh, mang đến cho anh hai cái món mà anh muốn thưởng thức ngày hôm nay nha. Xin mời Ngọc Huyền và Mai Phương. Chào em. Mai Phương có một má lướng đồng tiền xinh quá. Giới thiệu một chút xíu về bản thân nha. Xin chào tất cả mọi người. Em hiện tại là nhân viên của tổ chức giáo dục BGG thuộc cao đẳng Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mình làm về giáo dục vậy là mình có đi dạy không hay là mình chỉ làm về các chương trình giáo dục thôi? Dạ hiện tại thì em ở văn phòng tuyển sinh ạ. Văn phòng tuyển sinh. Rồi, Ngọc Huyền ơi giới thiệu một chút xíu về bản thân mình nha. Dạ, em chào chị Hà Thu và anh Gia Kiệt cùng quý vị khán giả. Em tên là Ngọc Huyền, hiện tại em 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Tài chính Marketing. Đang đi học thì có thời gian để nấu nướng không? Em cũng luôn cố gắng dành thời gian để tự chuẩn bị cho mình và hạn chế đi ăn ngoài. Rồi, bây giờ trước khi mình nấu ăn mình phải khám phá chút xíu về khẩu vị của anh Châu Gia Kiệt. Bây giờ hai bạn sẽ trải qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách liên quan tới ca sĩ Châu Gia Kiệt. Chúng ta sẽ có 3 từ khóa ở trên màn hình. Mỗi bạn nào trả lời đúng một câu hỏi hay là vượt qua một thử thách chiến thắng thì chúng ta sẽ mở một từ khóa. Kết thúc mở 3 từ khóa mà bạn nào mở được nhiều từ khóa hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng và được chọn một trong hai món ăn mà anh Châu Gia Kiệt đã order ở đây. Rồi, hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ, hai bạn cầm bảng và bút lên nha. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Bún sứa là món ăn của vùng nào sau đây? A. Nha Trang, B. Phan Thiết, C. Phú Quốc. Hai bạn có 10 giây để trả lời. Em xong luôn rồi đó hả? Ồ, có vẻ rất là tự tin. 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn giơ bảng ra. Wow. Trước tiên là thấy đáp án trùng khớp rồi đó. Anh Châu Gia Kiệt, anh có nghĩ là đáp án này chính xác không? Anh nghĩ là đúng. Dạ, anh nói đúng thì là đúng thôi, không thể sai được. Vì hai bạn đều chiến thắng cho nên là kết quả chúng ta hòa. Không có ai mở từ khóa hết và chúng ta nhờ anh Châu Gia Kiệt mở từ khóa đầu tiên nha. Em mời anh chọn một trong 3 từ khóa để mở giúp các bạn nha. Rồi, số 1. Mời từ khóa số 1, vị cuộc đời, đó là vị gì thưa anh? Trong cuộc sống thì đắng, cay, ngọt, bùi. Đắng, cay, ngọt, bùi. Nhưng mà anh thì anh lại không thích ăn ngọt. Anh không thích ăn anh ngọt. Thích ăn chua, ăn cay và ăn mặn. Có thể là anh không thích ăn ngọt cho nên là anh cứ gặp cái cuộc đời nó cứ gặp gần, gặp gần, gặp gần, gặp gần, gặp gần. Cho nên là nó cũng giống như Trang như là cái anh thích cái món ăn là chua, cay với mặn. Câu hỏi đầu tiên chúng ta hòa ha. Giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai để tranh thắng thua nè. Câu hỏi thứ hai, Sơn La nổi tiếng với món cháo gì? Khó rồi nha. 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn giơ bảng. Cháo cá, cháo ấu tẩu.
ấu tẩu. Cháo ấu tẩu này là cháo như thế nào? Bạn có thể nói thêm một chút xíu về cháo này không? Em nhớ mang máng là thời gian em học đại học ở Hà Nội ấy, thì em cũng có khá nhiều bạn ở Lai Châu, Sơn La, thì các bạn nói là cháo ấu tẩu là một dạng cháo của người Thái. Đáp án của chúng ta là cháo mắc nhung. Quả mắc nhung loại quả màu xanh cùng họ với cà chua, nhưng chỉ bé bằng hạt đu đủ chín, có vị cay, đắng ngọt, rất phổ biến ở Sơn La. Cháo mắc nhung cách nấu rất lạ là cho tất cả nguyên liệu vào lá chuối, thêm một chút gừng và rưới một ít nước đủ chín, sau đó buộc chặt và vùi vào bếp tro nóng. Sau 30 phút sẽ có ngay một món ăn sền sệt, đắng đắng lạ miệng. Và tiếp tục câu này, hai bạn lại nắm tay nhau trả lời sai, cho nên lại hề. Bây giờ phải nhờ anh Châu Gia Kiệt mở thêm một từ khóa rồi ha. Mình sẽ mở số 2 luôn đi em ha. Cứ 1, 2, 3 ha. Ừ, 1, 2, 3 luôn ha. Mời từ khóa số 2, ký ức tuổi thơ. Hồi nhỏ thì ở dưới quê anh á, buổi sáng anh hay đi bộ đi học. Thì đi bộ cũng mấy cây số đi học á. Thì lên tới cổng trường thì có cái món mà gỏi đu đủ với khô bò. Ký ức tuổi thơ của rất rất nhiều học sinh. Đó, đúng không anh? Đúng rồi, đến cổng trường hoặc là cái giờ ra chơi cái có xe hay cầm cái kéo cốc gỏi dạ. cắt á. Hồi nhỏ thì anh trong rẫy ở chung với lại chú với cậu với cô, không có được cho ở chung với ba mẹ. Mẹ thì đi buôn bán ở xa, thì lâu lâu mới gửi vô cho tiền chút xíu. Khi nào mà gửi tiền vô rồi cho lúc đó là có tiền là đi ăn gỏi. Lâu lâu mẹ về cho tiền thì mới có để đi ăn. Và còn một cái món nữa là bà nội á hay nấu cho một cái nồi bự chè trôi nước. Ôi chè trôi nước. Nhưng mà lại giống như từ nhỏ anh đâu có thích ăn ngọt đâu, nhưng mà bởi vì bà nội nấu bà nội nấu cho nên là mình cứ ăn riết cái khẩu vị riết mình cũng quen đi, cũng thích nó. Vì bà nội nấu mới thích. Và từ khóa thứ hai là từ khóa ký ức tuổi thơ, cũng đã chia sẻ một số kỷ niệm tuổi thơ của anh Châu Gia Kiệt. Và hai từ khóa mà anh Châu Gia Kiệt đã giúp đỡ các bạn mở ra đều không có huy hiệu thần bếp, đồng nghĩa với từ khóa cuối cùng sẽ có huy hiệu thần bếp. Ai mà mở được từ khóa này sẽ có một đặc quyền rất lớn, đó là nhận được sự trợ giúp của anh Châu Gia Kiệt trong phần nấu nướng của mình. Có thể nhờ anh làm bất cứ điều gì mà mình thích, rất là lợi thế luôn á nha. Cho nên là bây giờ phải vượt qua một thử thách rất là cam go thì chúng ta mới giành được một cái từ khóa giá trị như thế này. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, chúng ta đến với thử thách cuối cùng để giành ra người chiến thắng. Thử thách đó là hai bạn sẽ mặc hai cái áo ngủ ấm không em? Dạ, quá ấm luôn. Rồi, các em phải mặc áo ngủ như thế này. Và bằng cách nào đó, không có dùng tay nha, để đập vỡ những quả bóng này. Và trong một số quả bóng này sẽ có logo của chương trình. Sau 2 phút, bạn nào tìm được nhiều logo hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Huyền, em tìm được logo thì em sẽ kêu chị sẽ cầm logo cho em. Còn Phương thì em sẽ nhờ anh Kiệt nha. Dạ. Sẽ giữ logo cho em. Mời hai bạn bắt đầu. Ai có logo thì nói nha. Trời ơi. Anh nghĩ mà hai bạn mà nếu nằm xuống luôn á thì nó nhẹ hơn ha. Trời ơi sao không thấy logo. Sao không có logo nào vậy? Có logo chị. Có chị ơi, logo này. Rồi. Hai cái này anh kia đã nhập giùm em với. Anh ơi anh nhặt logo giùm bạn đi, có logo kìa anh. Đó hai cái logo luôn á. Phiền ơi để chị cầm logo với bạn để em dễ nhảy hơn. Em đừng có đạp bong bóng ở nào. Ráng lên. Có lẽ. Sao cái quả này nó. Ôi sao vậy? Đây có logo đây. Đây logo của Hiền đúng không đây chị? Rồi. Ôi sao? Phương ơi, cố lên. Anh ơi, ở đây có một cái logo. Đâu rồi? 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đếm kết quả nha. Anh Kiệt đếm trước nè. 1. Đây là kết quả của Phương. 2 3. Đó, cái đây là Phương cầm kết quả Huyền nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6. Với 6 logo thì phần chiến thắng trong phần thử thách này đã thuộc về Ngọc Huyền. Chúc mừng em. Chúc mừng Ngọc Huyền đã giành chiến thắng, một phần chiến thắng rất là ngoạn mục trong cái phần thử thách cuối cùng này. Đồng nghĩa với việc Huyền sẽ mở được từ khóa số 3. Từ khóa cuối cùng, xin mời. Không sống. Ủa, ngày ngang hơi căng nha anh. Không sống là giống như là... À,
anh không có ăn được cái đồ mà sashimi, ăn rồi, đồ không được, sushi, đúng đồ rồi, sống sushi, đúng rồi. Đó, cá sống ăn vô mỗi lần mấy cái đồ sống ăn vô xong là bị ngứa liên tục luôn á. Cho nên là phải uống thuốc vào thì mới hết ngứa. Nhà kiểu như là mình ăn những cái món hải sản sống là mình bị dị ứng luôn á. Hải sản sống vậy thì không ăn được luôn á, tại vì mỗi lần ăn xong thì nổi mẩn hết cả người đúng không? Đổ hết nguyên người là xong gãi ngứa dữ lắm, cái gì cũng phải trụng qua cho nó chín qua chút xíu chứ không ăn đồ sống được. Mặc dù là đồ sống rất là ngon, ăn với wasabi này kia đó. Trời ngon, ơi. Nhưng mà ăn vô là bị ngứa cho nên không dám ăn nữa. Từ khóa cuối cùng của chúng ta là từ khóa không sống và có thêm một huy hiệu thần bếp. Em được quyền nhờ anh Kiệt giúp đỡ em lặt rau, lặt hành hay thậm chí là dặm mồ hôi khi em nấu ăn nha. Rồi, một phần thắng duy nhất nhưng mà mang về những cái quyền lợi rất là to lớn. Quyền lợi đầu tiên đó là được chọn một trong hai món ăn mà anh Kiệt đã order ở đây. Hai món ăn đó là hủ tiếu Nam Vang và phá lấu. Em được chọn một trong hai. Dạ, em xin chọn món phá lấu ạ. Món phá lấu, sở trường phải không? Dạ. Rồi, còn hủ tiếu Nam Vang, em ở Hải Phòng thì em nấu được hủ tiếu Nam Vang không? Nhăn nhăn anh cái mặt con bé. Nhăn. Kiệt, anh có tin em không? Không tin cũng phải ăn anh ạ. Anh cứ chọn tin đi anh. Rồi, bây giờ mình chờ đợi những bí mật ở đằng sau nha. Huyền ơi, em có thêm một cái quyền nữa. Đó là được chọn gian bếp, có bếp trái và bếp phải nè. Mỗi gian bếp thì sẽ có những cái thử thách nho nhỏ khác nhau. Bây giờ em chọn gian bếp nào mặc dù là thử thách chúng ta chưa được bật mí? Dạ, em chọn ở bên này đi, bên ngoài cùng này đi. Bên này là bên trái đúng không? Gian bếp trái sẽ thuộc về em. Vậy là gian bếp phải sẽ thuộc về Mai Phương. Rồi bây giờ trước khi vào bếp để đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao thì mời anh Châu Gia Kiệt và hai bạn Nghĩ Gia Lao một chút xíu nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao và đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Bây giờ anh Châu Gia Kiệt cùng hai bạn cùng Hà Thu đã đứng trong gian bếp và sẵn sàng để thực hiện hai món ăn. Nhưng mà trước tiên mình giới thiệu sơ qua về hai gian bếp một chút xíu. Nãy là Huyền chọn gian bếp trái đúng không? Yeah. Thì sẽ có một phần thử thách nho nhỏ đó là vừa nấu ăn vừa đứng trên đôi dép cà kheo như thế này. Em thấy dễ chịu không? Dạ, vô cùng là khó đi, vô cùng là khó đi. Nhất là những cái đoạn mà em phải di chuyển để lấy các nguyên vật liệu là em cũng phải đi trên cái đôi dép cà kheo này nha, không có được thả ra đâu nha. Dạ. Bên bếp phải của Phương sẽ có một chút thử thách hơi nóng một chút xíu, đó là mang bao bố. Hồi nhỏ em có chơi nhảy bao bố này không? Dạ có chị. Bây giờ sống lại với tuổi thơ rất là vui đúng không? Dạ vui chị. Chúc mừng em vừa được nấu ăn vừa được trở về với tuổi thơ. Ngoài ra thì trên một số nguyên vật liệu của các bạn sẽ có một số thử thách mà các bạn phải nhờ anh Châu Gia Kiệt giúp đỡ thì các bạn mới sử dụng được cái nguyên vật liệu đó. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Mời hai bạn bắt đầu, mời anh Châu Gia Kiệt ra phòng khách để chúng ta rồi, để chỗ cho hai bạn nấu ăn rồi, ha. Rồi. Anh Kiệt ơi, em có cần gì hả? Em đang cần anh Kiệt ạ. Em cần cái gì hả em? Dạ em cần anh Kiệt giúp em một xíu là ngậm cùng lúc 5 quả nho và hát bài hát của chính anh ạ. Tặng em. Thử thách nhá. Thử thách này là dành cho anh. Em sẽ đếm 5 quả nha. Em cũng như quý vị khán giả đã yêu những cái bài hát kiểu như bài Anh Chàng Đẹp Trai chẳng hạn. Cho nên bây giờ anh có thể vừa ăn 5 trái nho vừa tặng quý vị khán giả và Anh Chàng Đẹp Trai được không? Em hát phụ cho, tại em mê bài đó lắm. Một lần nha anh, bỏ hết 5 trái nho vô miệng rồi hát một lần. Ôi trời. Anh bỏ ngậm không được nuốt nha. Dạ căng ngậm. Được mà, em tin anh làm được. Đó, vừa nhai vừa hát nè. La 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 la. Anh không có sức về. Anh cứ nó cứ hát hoài. Báo không năng sức phú mới say. Mê quá, mê quá. Biết thôi biết thêm mà. Em mới cứ hát được. Em mới ông được coi. Chàng đẹp trai vô năm đó. Anh vẫn đẹp trai anh ơi. Chàng đẹp trai vô năm đó anh. Thôi đẹp trai quá mọi người ơi. Hết. Giá cũng cứ xin của bao người. Chàng đẹp trai vô năm đó. Vẫn muốn hát sợ lắm. Vẫn luôn là người yêu của em. Dạ. Rồi, chúc mừng anh đã vừa có thử thách. Em cảm ơn anh Kiệt nhá.
Bây giờ chúng ta đợi xem những thử thách tiếp theo xem có khó hơn thử thách lần này không anh ha? Dạ, khó hơn nữa hả? Huyền ơi, em có cần cái nguyên liệu nào mà có sự thử thách dành cho anh Kiệt không? Dạ có chị, em đang cần một nguyên liệu và thử thách của anh là anh hãy dùng miệng để thổi tô bột và tìm và lấy cái gói gia vị đó và mang đến cho em. À, là em đang cần gia vị gì? Dạ, gia vị đó là ngũ vị hương ạ. Ngũ vị hương, đây. Rất đơn giản thôi. Anh cầm anh thổi, thổi sao để lòi ra cái gói ngũ vị hương thì anh lấy anh đưa qua cho bạn. Dạ. Mời anh bắt đầu để em né. Em né ra sau lưng anh ha. Dạ. Ôi. Thấy chưa anh? Thấy gì chưa anh? Anh chưa thấy gì hết mà thấy là không thấy được luôn rồi. Rồi, thấy nó rồi. Chúng ta đã lấy được gói ngũ vị hương. Chúc mừng anh với một gương mặt đẹp trai lại càng đẹp trai hơn nữa. Anh ơi, chưa? Bây giờ anh vừa đem qua nhưng mà anh phải phải hát cái bài anh chàng đẹp trai mà diễn cái nét thiệt là đẹp trai, siêu đẹp trai để cho bạn ấy mê mẩn và nấu ăn thiệt ngon. Anh giống chú xích chòe, cứ nói cứ hát hoài, bao cô nàng thích thu mê say. Mê quá, mê quá. Em biết thế mà em vẫn cứ thích được bên anh và nghe tiếng anh yêu. Em ơi, mê chưa kìa, đẹp trai vậy em không nhìn luôn hả? Giang dọc khiến em mê say, xem mày thấy anh đẹp ghê. Vẽ răng anh trong mưa, chờ ngóng răng anh qua đây. U sao yêu chàng đẹp trai, chàng đẹp trai vô tâm là anh, vẫn chẳng biết chi hết, đã chiếm đây tim của bao người. Chàng đẹp trai vẫn cứ như thế, vẫn mua hát say đắm, vẫn chiếm đây tình yêu của em. Em cảm ơn anh. Nấu ngon nha. Trời ơi, anh ơi, vừa thực hiện thử thách vừa hát đẹp trai lại càng đẹp trai cho nên là... Anh Kiệt ơi, cho em nhờ anh Kiệt trợ giúp là anh bịt mắt và chọn ngẫu nhiên một trong ba ly nước để uống lên để em làm món trứng. Em cảm ơn. Đấy, anh cười lên đẹp trai ghê luôn á. Mời, nhờ mà dễ thương như vậy làm sao không làm được đúng không anh? Thực ra ở đây có ba ly nước, em sẽ đưa cho anh và anh sẽ chọn một trong ba ly. Anh sẽ thử xong anh sẽ đoán xem nước đó là nước gì. Một nè, sờ thôi nha. Hai nè, ba nè. Rồi. Rồi, anh chọn ly nào? Anh bóc một ly nè, rồi anh thử. Bóc ly này đi. Dạ, ở giữa ha anh. Rồi. Ủa gì nước gì kỳ vậy? Không có vị gì hết anh hả? Không có vị gì hết, thấy có hơi ngọt ngọt à. Cái này giống như trang là nước trắng xong bỏ miếng đường vô quá em ơi. Gọi là nước gì anh ha? Nước đường hả? Chính xác. Đây em mở cái bịt mắt ra. Đó, anh thấy chương trình đơn giản không? Rất quá là yêu thương khách mời rồi. Bỏ một chút đường, biết là anh quay mệt sợ anh tụt đường á. Bỏ một chút xíu đường vô nước, uống vậy là nước đường. Nước xong đường. Thử thách. Phương ơi, anh đã đoán được đúng tên loại nước và em được dùng nguyên liệu đó rồi nha. Dạ. Nghe có mùi thơm rồi nhưng mà không biết là... Có vẻ Huyền rất là tập trung. Anh Kiệt ơi, em có một thử thách cho anh. Thử thách nữa hả? Dạ, dùng bút lông vẽ vào tấm bảng 5 loại rau củ quả mà em sẽ yêu cầu. Anh vẽ giùm em trái cà rốt đi. Cà rốt hả? Em thấy phải giống quả cà rốt thì em mới cho là đúng nha. Em đã đi chôm được một quả cà rốt về rồi đây. Anh ơi, cái này hơi nhiều, hơi nhiều nút rồi. Rồi, thưa quý vị, đây là quả cà rốt. Cà rốt. Do anh cho Gia Kiệt vẽ, cũng khá là giống đúng không ạ? Mới quả đầu tiên thôi, năm quả lận. Quả thứ hai là quả có sầu riêng đi. Sầu riêng. Sầu riêng. Cái gai này, sao ta? Cái gai mình dễ không? Em thấy nó ra trái mít rồi đó nha anh. Cái này trái mít bây nha. Bây giờ anh phải thử trước vậy nè. Đó. Đây, trái sầu riêng thưa quý vị. Rồi, có vẻ là hơi giống. Tiếp theo, trái thơm đi. Trái thơm còn khó nữa. Rồi, trái dứa rất đẹp. Trái thứ tư đơn giản hơn, trái táo. Trái táo nữa. Thêm cái lá, hai cái lá là ra trái táo. Hồi nhỏ đi học hay vẽ vậy lắm á. Rồi, một trái táo rất là xinh xắn. Trái táo, cái cuối cùng là một chùm nho. Đây, ba trái như thế này, rất đơn giản. Anh
để dư trái của em rồi, em không chịu đâu. Dư trái của em. Đây một chùm nho thưa quý vị. Vậy là anh Châu Gia Kiệt đã hoàn thành thử thách cuối cùng. Huyền ơi, em đã được dùng nguyên liệu của mình rồi nha. Rồi, bây giờ hai bạn tập trung nấu nướng nha. Em mời anh Châu Gia Kiệt ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút xíu. Đợi hai bạn nấu ăn xong, mình sẽ quay trở lại và thưởng thức ha. Rồi, cảm ơn em nha. Em mời anh. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và đây là một phần được mong chờ nhất khi mà tất cả các món ăn đã được bày biện lên bàn. Trông rất là đẹp mắt đúng không đẹp anh? Đẹp mắt, anh nghe cái mùi thơm rồi đó. Thơm, với lại nãy giờ mình vượt qua thử thách chắc cũng đói rồi đúng không rồi, anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ phá lấu với lại là hủ tiếu Nam Vang thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Phá lấu trước đi ha. Phá lấu trước ha. Em thử trước rồi ăn kèm với một chút bánh mì ha. Em có thử chung với anh chứ? Dạ, em mời anh. Anh mời em ha. Cay nha, anh này nè, anh nói anh thích ăn cay, cái này cay nha. Ngon ạ. Nó không hơi đậm một là chút đúng xíu hết tất cả rồi. Nhưng mà có một cái hơi chút xíu bị quá tay. Hơi đậm đúng không anh? Ừ. Vì em nghĩ đang nghĩ là bạn làm để ăn với bánh mì. Cho nên là có thể là chấm bánh mì vô thì nó sẽ vừa hơn. Tại vì mình ăn không vậy em cũng thấy hơi đậm một chút xíu. Ngon nhưng mà đậm vị. Công nhận bánh là ngon. Rất là ngon. Bánh ngon. Rồi bây giờ anh uống một miếng nước nha. Chúng ta qua thử món hủ tiếu Nam Vang. Anh Kiệt ơi, đây là lần đầu tiên em nấu hủ tiếu Nam Vang ấy. Em hy vọng là đây không phải là lần cuối cùng mình được nấu món đấy anh ạ. Lần đầu tiên em nấu món này. Dạ. Hay ạ. Món của em cũng là lần đầu tiên của em. Giỏi à. Vì anh mà các bạn có thể làm tất cả. Mặc dù không phải là món sở trường hay là chưa bao giờ từng nấu trong cuộc đời. Nếu mà ngon hơn chút xíu nữa em sẽ bỏ với hành phi nữa. Hành phi mà em phi chung với tỏi. Thiếu một chút xíu nhưng vẫn rất là ngon đúng vẫn không anh? Vẫn là ngon, vẫn là ok. Nói chung là đều ngon hết tất cả luôn. Dạ. Nhưng mỗi người đều có một cái khuyết điểm. À cái phá lấu thì hơi bị quá tay chút xíu, hơi mặn chút xíu. Nhưng mà là ngon. Cái này thì thiếu chút tỏi thiếu phi. Thiếu chút xíu tỏi phi. Với tiêu. Tiêu, hành phi. Giờ anh cũng phân vân, anh biết sao giờ luôn nữa. Nếu như mà anh được lựa chọn thì chắc có lẽ là anh phải phát giải cho hai cô gái luôn. Anh chỉ được quyền chọn một trong hai mà thôi. Thôi thì trong cái cuộc chơi và để lựa chọn thì cũng sẽ có người thắng và người thua thôi. Dạ. Cái món ăn mà anh yêu thích trong cuộc sống hàng ngày thì món phở, hủ tiếu Nam Vang. Dạ. Và cơm tấm. Chứ thực sự ra là chắc có lẽ anh phải chọn món phá lấu quá. Món phá lấu đã làm anh có cảm tình hơn một chút xíu. Có cảm tình hơn chút xíu tại vì là đầy đủ gia vị, trong đó có độ cay nữa, anh thích. Chút cay cộng thêm một chút vừa vặn đã mang chiến thắng về cho Ngọc Huyền. Chúc mừng em. Vâng thưa quý vị, vậy là món phá lấu đã mang về cho Ngọc Huyền một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Mời anh Kiệt trao giải cho bạn nha. Chúc mừng em nha. Chúc mừng em. Bây giờ chia sẻ một chút cảm xúc nè. Thì hôm nay em cảm thấy rất là vui khi đến với chương trình. Và đặc biệt là em rất là vui khi gặp chị Hà Thu và anh Châu Gia Kiệt cũng như là chị Phương. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên em nấu cái món này. Và em cũng đã cố gắng cũng tìm hiểu, cố gắng nêm nếm. Và đặc biệt là theo cái khẩu vị của anh Kiệt nói lúc ban đầu. Và có hơi bị động vị một xíu. Nhưng mà em nghĩ là sau này khi mà em có cơ hội mà nấu lại món này thì em sẽ rút kinh nghiệm để trở nên tốt hơn. Mình sẽ nấu ngon hơn và phù hợp hơn. Dạ. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em. Phương ơi, mình có buồn không? Cái món ăn của mình chỉ thiếu một chút
xíu nữa thôi. Em không buồn nhưng em sẽ ghim bên Kiệt. Và sau này chắc chắn là em sẽ nấu hủ tiếu Nam Vang ngon nhất trong các món của em nấu. Đó. Lấy đó làm động lực đúng không em? Để dạ. Nấu biến món hủ tiếu Nam Vang trở thành một món sở trường. Để sau mình thả thính crush hay gì đó để mình nấu cho crush ăn ha. Là em cũng cảm ơn anh Kiệt đã góp ý cho em những cái em còn thiếu khi mà em nấu món là tỏi phi hành phi. Thực sự là em mải ngắm anh quá là em quên phi hành. Đó thì chiều vẫn trách anh đó, anh coi sao đền bù đi nha. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn anh Châu Gia Kiệt đã dành thời gian để đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn hai bạn đã yêu thương anh Châu Gia Kiệt và mang những món ăn yêu thích cũng như là chỗ tài của mình trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.